Hương 3 năm không chở nhóm chiều, Bích hết trơn luôn. Rồi hay không lắc mà đế Hương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô. Hay người ta niệm Nam Mô nhiều quá mình không biết đạo nào, mình niệm Nam Mô, hay ta niệm Nam Mô. Rồi hay không lắc mà đế phơi khô. Bên Ấn Độ là hay mà nó chất giống chất đóng như nè. Rồi nước không có uống mà Nam Mô đạo nào, hay người ta niệm Nam Mô mình đâu biết đạo nào đâu mình Nam Mô. Bởi vì đó thì mình phải gán đi. Mình phải gán đi, gán tu hành tinh tấn để mai mốt còn gặp lại nữa, mà gặp lại thầy tổ của mình nữa. Thầy nói ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sắc trần nước mắt chứa chan, khắp lê hướng nghe lời thì ít. Nói khắp lê Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng một cái ngày nhân duyên, Đại Dũng cũng xin nhắc lại những cái hiện tượng nó đã tin tức báo đài là có báo lại, như là bệnh hang, một biến chủng mới là xuất hiện tại ở Điện Biên, là tai đen, lúc trước là XBB1 hoặc là Marburg, hoặc là trời bây giờ là nóng, chết chết luôn, chết người ta luôn. Còn bây giờ đó là như thầy có nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi hung dung, người bạo ác không còn tánh mạng. Những cái đau, những cái biến chủng đó, như là thầy có nói là từ đây hay ốm hay đau, gắng tu đem được Phật vào trong tâm. Thì giống như là bây giờ nè, bà con khỏe mạnh hôm nay đi, rồi biết ngày mai bà con ra sao không? Đó. Mà thầy là ông Phật, thầy đố luôn, thầy nói đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh mà ngày mai hãm sầu. Thì là thầy là ông Phật, thầy tiên tri trước cho chúng ta báo hiệu. Nói chung là cái đời người này đó thì nó cũng ngắn ngủi lắm quý ông bà cô bác ơi. Con lên đây con khuyên bà con đó, hãy mau thức tỉnh đi, thầy hãy mau thức tỉnh, gắng nghe lời thầy, gắng ăn chay, gắng niệm Phật đi, nó đừng có làm những cái chuyện gì nữa. Giống như đó là ở núi Sam đó, cúng lúc lễ vía bà đó, cúng con heo quay đó, thầy có cho cúng không? Thầy đâu cho cúng đâu. Thầy nói là đó là đem con heo sống mà dân làm gì, bá gia làm chuyện di kỳ, làm chuyện di kỳ có đáng hay không? Đó là đem nguyên con heo sống về cúng cho miếu bà, về để ra nói chung là cái này cái gì đó. Ông Ba Hí ông nói đó là đừng có nên mà làm tà đạo là nhân hư bất dụng, là làm tà đạo là bỏ đi không có xài được nữa bà con của bác. Làm tà đạo là nhân hư bất dụng. Như là thầy có cho biết đó là năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuồng, là năm mẹo, tháng mẹo là một cái tháng hai, cái này là cái sự thật, cái tháng hai. Rồi năm mẹo tháng hợi mới lựa cho cung dầm về, là ngay cái tháng mười là lụy tuôn dầm về là khóc gồng đó bà con. Rồi trung ương gồng lộn mới ơi hời hay phơi, mà mèo kêu biết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thì nói chung đó là mấy nay trên mạng đó cũng có xuất hiện về những cái điềm báo cho chúng ta biết là những cái mà giống như là sập đất lỡ nhà ở Châu Phú như vậy bà con. Như là trong chữ thánh thì có nói là để sau bão tố hình lình, sụp nhà sụp cửa rồi mình ở đâu, là những cái khổ thầy tiên tri những cái cảnh khổ, rồi thầy nói máu đào khắp nước khổ vô cùng, rồi là thầy nói các nước chúng ta không phải là thấy nước kia bị mình ý y, mình nói nước này mình không bị, mình nói nước mình không bị. Thì bây giờ bà con đó thì hãy gắng tu đi bà con ơi, mình gắng tu hành chân chánh đi thì mai mốt mình còn mới gặp thầy. Thầy nói là đứa hai lòng sao chẳng hổ ngư, đáng hùa hẹn với cây cùng cỏ, là mình phản thầy đó, là mình còn hùa hẹn cái cây cỏ luôn bà con, giống như ngài Ngô Cấn Kiệt vậy đó, xưng là đức thầy, gọi là đệ tử của đức thầy vậy đó. Như là nói là chừng nào mà thầy về là ổng về nước, nó là thầy nói luôn là thầy nói cái thời mạt pháp này đó không có ai mà dám ra đây xưng là Phật tiên hay là ai hết. Thầy nói là thầy thầy nói thẳng ra luôn, thầy nói là bổn đạo thì đông, mai mốt chở xuồng dông đi không đầy, là dông sư phản đạo đó bà con. Thì bây giờ á, mình nghe được mình phải tránh. Thầy nói các đạo tà mưu khéo âm hầm, dân gán chánh kẻo lâm mà khổ,
chúng nó xuống khuyên răn nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh heo nó chập cành, xa cạm bẫy có mong sống sót. Là thầy đi đó, thầy có nhân mặt đó, là thầy có nói về là mai mốt thầy đi đó, là quỷ dương nó xuống thế, là nó còn hay hơn thầy nữa. Nó là giả thầy về, giả là thầy trả lời, giả là đệ tử của thầy, tùm lum hết trơn bà con. Thì bây giờ là chuyện ai nấy làm đi bà con. Thì bây giờ đó, thì ông Ba Huế ông nói là lầm tà đạo là nhân hư bất dụng, là đổ bỏ không có xài được nữa bà con. Thì bây giờ đó mình nghe mình phải gắn chánh nha. Thầy nói là nó xuống đây nó khuyên răn, nó giết dân, còn hay hơn thầy nữa là nó dụ dỗ những cái người nào mà nhẹ dạ là nhảy heo, nhảy heo. Là mai mốt là thầy nói đó, thầy không cho ai đốn mấy cái gốc dừa sau chỗ đình, là thầy nói mai mốt chính đồ của tôi đó nó tưởng tôi chết, nó nhảy heo đạo khác, nó mới về đây đó. Tôi không, nó mới về đây, nó thấy tôi đứng ngay chỗ đình mà tôi không chấp nhận nữa, nó đập vô gốc dừa nó chết, gọi là dừa chết. Thì bây giờ đó ai muốn làm sao làm, thầy nói nào, Phật ma, ma Phật mới ra dở tù, dở tù. Bây giờ ha, ví dụ mà muốn phân biệt đó, thầy đi đó, thầy nói đó là những người nào mà không dụng màu sắc là tà, người nào dụng màu sắc là tà, người nào mà xuống đây xưng hô tiên Phật thánh tiên là tà. Ai mà xuống, thầy nói là cái câu mà trong sấm giảng đó, thầy nói rất nhiều, thầy nói là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm hở khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba, dông tố lớn cột kèo phải gãy. Thì bây giờ con nói với bà con nha, kiếm 20.000 lời của thầy đi, kể thằng Tân đá dầm mà thầy còn nhắc, thằng Nga mà thầy còn nhắc, ai thầy cũng nhắc hết, mà tại sao ông này thầy không nhắc? Thầy không nhắc nó, là thầy nói là ai là người chí gan cầm cho ga đi, để đến lúc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần cả biển mênh mông đó. Thì bây giờ bà con gắng cầm cho ga nha bà con. Thì thầy nói là 3.600 mối đạo nó xuống đây nó giả, như là mình nói mé mé thôi, nói chung là cũng đụng chạm, mình nói mé mé. Thì bây giờ bà con gắng tu, những cái hiện tượng mà nó đã yên dẫn biến đó, là ngay cái đầu năm dần đó, mà bước qua năm mẹo đó, là bà con đã thấy động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đó, bà con coi chết mấy chục ngàn người. Bây giờ bão lụt, về hạn hán, rồi mấy chiến tranh với nhau, thầy nói thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lị gơi, bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành soi xỉa cùng nhau, phơi hay mà chẳng núng nao, tranh cùng với đọt chừng nào mới hôi, tranh nhau tranh cùng với đọt chừng nào mới hôi. Thì thầy nói các nước giống như thầy nói khắp thế giới binh lương cụ túc. Chữ binh là gì? Binh là đó binh lính, lương là lương thực, cụ là dụng cụ để nó chiến đấu với nhau nè. Thầy nói tuồng đời như pháo châm ngồi rồi, là nó chỉ xì xì ra thôi, anh Mỹ đây rồi với lại anh Nga đây, là nói chung là muốn làm bá chủ thế giới. Còn anh Trung Quốc này là hiện tại là anh âm mưu dữ lắm bà con, anh âm mưu cái này là thiệt. Như là giống như là thầy nói đó, chú lùng nhật bổn hùng hào, chẳng hương sanh mạng dân tàu dại ngu. Thầy có nói hát tuồng Trung Quốc quá dai, ta bèn bỏ bản hát bài tờ tinh. Bây giờ là Trung Quốc này nó ác dữ lắm bà con. Thì trong cái đồ hư của Đức Bổn Sư đó, thì có để là 5 tỷ là miên sẽ qua. Thì cái đó là trong cái đồ hư Đức Bổn Sư ha, là có để là 5 tỷ là miên nó sẽ qua, là nó sẽ giết những người mà hung ác. Như là hãy có cho biết là chờ cho chú chọc hả câu, áo kia mất nút còn bâu mới là, nói ra nước mắt trang hòa, hương cho anh chị khó mà hót hơn. Là trong giảng đức đồ hư của Đức Bổn Sư để lại là miên sẽ mất nút, nút con nó sẽ lên, là áo kia mất nút còn bâu, là nói chung Đại Dũng cũng xin nói ra luôn, là si cà nút đã mất rồi, dạng bâu nó lên. Những cái tin tức mới đây đó là con nghe nói nó, bởi vì là bà con ớn ốc chưa, thầy nói lớp đau chết kể hôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi hãm hương, làm sao cứu những người hung ác, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng hư hớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay cận diệt lập đời trở lại, lập đời trở lại. Là khắp thế giới cửa nhà tan nát nè, tan nát hết dương bà con, thì tan quan hơn nghèo luôn bà con. Thầy nói mẹo đã hết,
gồng ba dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân chăm họ sáu sào gã ghề phụ tử máu đào chung ghê. Thì khắp nước khổ vô cùng rồi, thì bây giờ là con chỉ xin nói mé mé vậy thôi. Thì nói chung đó, thì những cái cảnh khổ nó đã ứng hiện hết. Bây giờ đó, thầy có nói là người khôn nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười gheo, rồi sao sẽ thấy hùm beo, khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Thì bây giờ là ai đó, thì thầy nói bây giờ chưa thấy nó hề không tin. Thì bây giờ ai đâu có tin đâu, nói là lên đây á, là bàn năm này tháng nọ, lên đây bàn hiên cơ cho người dân người ta hoang mang. Mà cái đó không phải. Thầy đã kiên tri rồi, kiên tri các thánh nhân ngài để lại kiên tri hết dân rồi. Ông Ba Hới kiên tri là hương 3 năm không chở nhóm chiều. Thì bây giờ là cái lúc mà Covid-19 đó, 2019 đó, y chang luôn mà con, bích hết trơn luôn. Hương 3 năm không chở nhóm chiều, bích hết trơn luôn. Rồi hay không lắp mà để hương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô. Hay người ta niệm Nam Mô nhiều quá, mình không biết đạo nào, mình niệm Nam Mô, hay ta niệm Nam Mô. Rồi hay không lắp mà để phơi khô, bên Ấn Độ là hay mà nó chất giống chất đóng như nè. Rồi nước không có uống mà Nam Mô đạo nào, hay ta niệm Nam Mô, mình đâu biết đạo nào đâu mình Nam Mô. Bởi vì đó thì mình phải gán đi gán tu hành tinh tấn để mai mốt còn gặp lại nữa, mà gặp lại thầy tổ của mình nữa. Thầy nói ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê hướng nghe lời thì ít, nói khắp lê chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mơi, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu, cờ đã hất mà còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi, mau hãy xử hơn mình cho trọn vẹn. Thì bây giờ nè, hơn mình trọn vẹn nè, thì bây giờ nè, đời kế nè, lo danh lo lợi, lo tiền bạc nè, bà con thấy không, giống như là con chặt đầu mẹ nè, bỏ vô hùng gác, dục vô hùng gác. Rồi anh em thì tương tàn với nhau, vợ chồng thì tương sát với nhau, nó bởi vì danh lợi với nhau không à. Thì thầy nói là nó cận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Thì cận thế gian là thầy nói đời cận thế mà còn lần lựa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Thì bây giờ là gắn tu đi bà con ơi. Chứ tu là gì? Tu là sửa những cái hối hư tật xấu mình làm lỗi, và gứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Nếu mình muốn có mặt trong hội Long Hoa, mình phải giữ các điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời, heo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ hường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy ha hứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho hái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật hận hánh mà sai, hay hặc quyền gũa, vì hận hánh không bao giờ can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt châu chó bò và không nên sát sanh hại mạng vật mà cúng hận hánh nào, vì hận hánh không bao giờ dùng hối lộ mà há tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà hần. Nếu ta cúng kiến mãi, chúng sẽ ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta chẳng nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo và tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà chở cứu cho những người lỡ đường đối gách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trợ lợi cứu vớt chúng sanh, tất cả hiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh thường nên coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ những tất cả những sự dị đoan mê tín hái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo giới pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét hơn ta, nếu người góp phận vui lòng hứ, ta hứ được người, người hứ ta. Là thầy có đi đó, thầy nói là ai mà nói thầy chết, thầy khẳng định qua hai câu như vậy.
Hồ Hiên, Kỷ Quẩn, Quân Tu Ký, Lưỡng Hứa Dương Trần, Đạo Dĩ An. Là thầy nói là thầy có một cái bầu trời riêng của thầy, là thầy đang ẩn trong đó. Giống như ông Phí Cường Phòng hồi xưa đó, ông có một bầu trời riêng là Hồ Hiên, Kỷ Quẩn, Quân Tu Ký, là ngươi nên nhớ, Lưỡng Hứa Dương Trần, Đạo Dĩ An. Thầy tới đây là lần thứ nhất, rồi thầy trở lại lần thứ hai là chúng sanh mình mới an. Thì giống như là hồi đó là thầy nói đó, trước khi ta quy y theo ông đạo nào là phải, nói chung là phải coi xét cho kỹ rồi sẽ theo ông đạo đó. Là thầy nói vậy, phải suy xét rồi sẽ theo ông đạo đó, chứ đừng thấy ông này mới quá rồi mình nhảy theo mà mình chưa suy nghĩ kỹ mà mình theo ông đó. Đó. Thầy nói là sao đến việc sơn băng kiệt hủy, khùng hãm hương bá cánh quá chừng, dòm xem chừng nước mắt gưng gưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Là thầy có nói cho chúng ta biết là đó, nhắc ra nhạn dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sữa, cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Hồi xưa, bây giờ bà con coi nè, hồi xưa bà con mình đâu được như vậy đâu, đâu được vui hôm nay đâu. Hồi xưa là giặc giả không à. Thầy nói hổ xưa, ông sư giả ông nói là hổ xưa là giặc Âu Sào, giặc nào cũng có hết, mà nay là giặc Nhật Tàu tranh đương. Rồi là bây giờ là đợi mà cây cầu Mỹ Hửng bắt xong đó, là nói chung là Đức Phật thầy Cây An có tiên tri sau này, là ngày hồi đó ngài đi qua Mỹ Hửng, ngài có nói là sông Tiền Mỹ Hửng bắt cầu, núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây. Tín đồ chỉ nghĩ là ngài nói cơ, người ta cứ nghĩ là cái sông cuồn cuộn vậy, ai mà bắt cây cầu Mỹ Hận cho nổi chứ. Sau đến một trăm mấy năm sau là nước Úc hợp với nước ta bắt cây cầu đó, là cho lưu thông vào năm 2000. Là như là một câu của thầy ra rồi, cây cầu bên đây là nó đã bắt rồi, còn một cây cầu bên đây nữa nó chưa bắt xong. Con nghĩ là 2-3 năm cây cầu đó nó mới bắt hoàn thành, mà cuối năm nay bắt hoàn thành nha bà con. Như là ông Ba Hới ông kiên tri cát hết, giống như là cái truyền hình Đài Đồng Tháp vậy đó. Là thầy có cho biết là ông sư ông Ba Hới ông có cho biết là xuất điềm sao chổi khiến nổi tay qua, nhiều đường gây gắt cây mắt mẹo dần, tôi phải nói dần gần gần hình tị. Là nói chung là sát bên rồi, không còn lâu nữa bà con, sát bên rồi. Thầy nói hạ nguyên nay đã hết đời, là mình biết hết đời rồi. Bây giờ mau mau tỉnh thức kiếm thì hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ đi nha bà con, chứ để sao đối đầu hân chẳng còn hay. Thầy nói Huế Giang chuyện có nói không, đến hội mây gồng hân chẳng còn hay, chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Bây giờ con của hồi đó là ông Năm Lửa ông trung hành với thầy mình lắm nha bà con cô bác. Giống như là hồi đó là ông xin thầy đi đánh giặc mà thầy không cho, thầy ông cho ông đi đánh giặc. Là thầy nói mày đánh vua đàn bà nữa mà mày đi đánh giặc cái gì. Sao ổng nói là vậy thầy kêu ổng tức quá tức rồi, ổng mới kêu vậy bây giờ thầy kêu ai ra đấu giỏi con đi thầy. Sao cô ký giỏi mới đi về, cô ký giỏi mới bỏ cái giỏ xuống. Cô ký giỏi sao ông đức thầy đó mới nói là cô ký giỏi ngày mai đấu giỏi với ông Năm Lửa nha. Sao cô ký giỏi ông nói vậy là chết thiệt rồi, từ trước giờ 10 người á đâu đánh lại ông Năm đâu mà chết rồi. Sau tối cô ký giỏi mới qua phòng anh Năm, phòng Năm Lửa, ông Năm Lửa mới nói là anh Năm ơi anh Năm, anh nhường em nha anh Năm, chứ anh đá một cái là em chết luôn á anh Năm. Sau ông nói ăn thua đánh nhau là có ăn thua mà không có nhường được. Sau bà ký giỏi nói vậy là chết thiệt rồi, vậy là chết thiệt rồi. Sau vậy là chết thiệt rồi. Sau đó sáng mai thầy mới kêu nấu 4 chén cơm và nấu 4 chén chè, để 12 cái nải chuối trên bàn. Nói ra cô ăn, dạ 12 trái chuối. Nói ra cô ăn hết mấy cái này đi rồi cô hãy ra đấu võ. Bà quất hết 4 chén cơm, quất hết 4 chén chè. Bà hái 12 trái chuối, trái nào trái nấy bành bành vậy nè. Bà quất hết luôn, sau bà ra đấu võ. Sau cô ký võ mới nói bây giờ đó, em nhường cho anh đánh trước nha anh Năm. Sau ông Năm mới như muốn võ dục vậy đó. Ông nói tôi ra đòn nha cô ký võ. Ra đá 3 cái mà không trúng. Sau cô cái giỏi nói bây giờ em ra đòn nha, đá cái gầm. Sau ông té xuống, ông nằm xuống, thầy ra, thầy đứng ra, thầy đếm từ 1 đến 10, ông không đứng dậy.
Được, là ông vua. Sau đó ông mới tức quá, ông mới chạy ra cái đường xe lửa, ông đứng đó cho xe lửa cán chết. Sau tín đồ thầy mới kêu tín đồ của thầy đó, mày ra mày dắt năm lửa vô coi, mày ra mày dắt năm lửa vô coi. Giống như là cái chuyện này, giống như là thầy có nói với ông năm lửa cái câu này nè: gài đá tu hưng lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông, để tâm yên lặng cầm chân lý, phổ cứu quần sanh khắp đại đồng. Còn hoặc là cái câu này Đại Dũng không nhớ nha, Đại Dũng chỉ nhớ là tưởng ăn dài trái đố chơi, ai ngờ bao tử là nơi kho tàng, là nói của hai cái giỏi. Từ đó đến nay là không ai dám đấu với giỏi với cô cái giỏi luôn đó. Thì bây giờ là ai là người chí gan cầm cho ga đi bà con? Thì bây giờ thầy có nói là cái con sông Dầm Nao đó, là mai mốt là thầy đi đó, thầy có vắng mặt đó, thầy có nói là lệ đó, chừng nào mà chết chôn không kịp là thầy sẽ về, thầy múc nước tín đồ, thầy múc nước thầy cứu tín đồ khoảng 7 ngày. Sau đó thầy đi tiếp, thầy đi tiếp. Sau à tín đồ mới hỏi: ủa thầy ơi, sao thầy không ở luôn đi, sao mà thầy còn đi nữa thầy? Sau à thầy mới nói: vì là thời kỳ 6 năm chèo nó lên, nếu mà tôi ở đây động lòng bắt nó sớm thì có lỗi với thiên đình, phải để nó gấp hết người hung tôi mới trở về. Là thầy còn cho biết luôn là 18 nước nó nghe tin như vậy, nó mới kéo súng đại bác, bom, vũ khí tối tân để nó chiến đấu với ông Năm Chèo. Mà vô chiến đấu với ông Năm Chèo bị ông Năm Chèo giết sạch hết trơn rồi. 18 nước thấy không làm lợi nước Việt Nam chúng ta rồi đó, mới đặt bàn phương án cầu Phật trời coi có Phật nào ở đây không. Cây nhang cháy, thầy có nói là cây nhang cháy hai một hai phân, là thầy đi trên mặt nước về, thầy đi trên mặt nước về, thầy đi trên mặt nước đó, thầy về thầy nói: các ông không làm lễ nó sao, các ông tránh ra để tôi hưu phục nó cho. Là cái thời kỳ đó 6 năm chèo biến mất, thầy kêu mấy tiếng nó mới cúi đầu trước mặt thầy. Sau thầy mới nói: số mạng của ông đến đây đã hết rồi, sao không trụ hình lại đi. Trụ hình là mới biến ra con mã lông, mã là ngựa, lông là rồng, đầu rồng, đầu đầu rồng mình ngựa, là biểu diễn chạy trên bầu trời, chạy trên hư không, mới lặn xuống mặt nước. 18 nước thấy có chuyện phi thường mới kêu nước Nam mình là anh cả. Sau này như là thầy có nói là phong trần dày dạn gió sương, chư bang ham báo hùng cường tranh đua, còn một cuộc chiếu manh giành xé, khắp hoàng cầu ó ghé một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mây, sao đời không sớm tách rời cõi mây, để đến việc thảm hê hơi hãm, mắt phàm trần cường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài hai, nên ta gắng sức miệt mài giải khuyên, hơ với phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà húc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội hai. Thì chúng con chúng cháu thì lên đây có nói những cái điều gì sơ xuất cũng xin bà con đổ qua, tại mình ăn nước, tại mình ăn cơm mình còn phải bị đổ, mình uống nước mình còn phải bị gơi nữa cô bác. Nhưng là con chỉ nói những cái lời vàng ký ngọc của Đức Thầy để cho bà con tu hành tinh tấn, để mai mốt sau mình còn gặp thầy. Thầy kêu mình cứ tu chân chánh đi, mai mốt là sẽ gặp thầy à. Thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mây, làm theo lời chỉ mới gài gài gặp ta, là được gặp thầy. Làm những cái mà giữ ngăn cấm của thầy nè, thầy nói gì dình giới cấm sửa tâm ô tập, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là chị trí. Thầy kêu mình đó là đi đứng nằm ngồi gắn niệm chớ quên, không đợi gì hề khác. Thầy nói cuốn sổ bình sanh công với tội, chờ nơi thẩm phán sẽ công khai. Thầy nói phải gắng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết mà chẳng có tu. Như là thầy có nói chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai. Thì là thầy kêu mình gắng niệm Phật, là mai mốt mình ao sen báo cây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật với tâm. Lại kêu mình niệm Phật, gắng niệm Phật để mai mốt được giảng sanh về miền Cực Lạc. Giống như có cái huynh này là hồi xưa là cũng đọc giảng hay dữ lắm, mà sao thầy là cái huynh đó ra Sài Gòn thăm Đức Thầy, Đức Thầy kêu á con đừng có đọc nữa nha, có mấy người nó ghét con đó, là nó muốn nó ghét con đó là nó muốn giết con đó, con về con đừng có đọc nữa. Sau cái tín đồ, cái chú tín đồ đó mới hỏi là đọc giảng có phước không thầy? Thầy nói có chứ, có phước nhiều lắm. Sau anh tín đồ nó mới nói là đó, vậy là đọc giảng có phước đó, thì con đọc
con không có sợ chết gì hết thầy. Sau đó anh nó cứ đọc đọc đọc, qua đến thời gian sau bị người ta giết. Rồi sau bà vợ thì không biết, chỉ có đức thầy, một mình đức thầy biết thôi. Sau đến buổi ăn cơm thì đức thầy có nói lại là thôi các ông cứ ăn đi, để tôi qua đây, để tôi qua Long Xuyên tôi thăm một người tín đồ của tôi. Qua đó thì là gặp bà vợ, bà vợ mới đi ra chào thầy. Thì thầy mới nói là con lập bàn thờ thờ chồng con đi, chồng con đó nó đi đọc giảng nó bị người ta giết chết rồi. Sau bà vợ bà khóc quá trời khóc rồi, bà nói con đâu biết đâu thầy ơi, con chỉ tưởng ảnh là đi đọc giảng đâu đây thôi chứ con đâu có biết chuyện nó đâu thầy. Sau bà mới khóc quá trời luôn. Sau đức thầy nói chị con đừng có khóc nữa con ơi, để thầy để con đừng có khóc nữa, để thầy kêu cái xác nó về Tây Phương đó, là bà con cứ chung hành với thầy đi chứ đừng có phản thầy. Thầy nói chung với hiếu ta nên trao chĩa, ghen với lương bổn đạo hiền lòng gì đó, là chung với hiếu. Thầy nói, thầy nhấn mạnh luôn, thầy dám nhấn mạnh một câu là bổn đạo thì đông, mai mốt chở sùng dông không đầy, là dịch ngược lại là dông sư phản đạo phụ thầy, lấy luật kêu hà chẳng xử gấm tay. Là chung đó là mình chung trực với thầy, hiếu là mình hiếu hảo với cha mẹ. Mình thấy kẻ đói nè, thầy nói đó, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, mà còn hơn rút chuông đồng Phật bự, chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa thấy Phật mà lại trừ, Phật Tây Phan có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ nào dụng vật. Thầy nói vậy chẳng đặng lòng như lửa đốt, gẫm dương gian chưa đặng ba phần, kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, đức Ngọc Hoàng ngự đền Ngọc Khuyết, nhìn dương gian ngài muốn hở dài, thấy chúng sanh trao chỉ mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm sửa tánh. Thầy nói là, thầy có nói người tàn tật đuôi cùi đói gách, ít có ai để mắt nhìn vào, chuộng những người giống sắc với màu, cậu với mợ, ông thầy cô bác, thị kẻ khó như gom như gác, ta quá gầu đại cát dân minh, mấy ai mà dư giả sắc đinh, theo tông tổ của mình hỏi trước, đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ nó chẳng có giống người ta, ma với quỷ sanh hơn người hung ác, lo tập luyện những câu đờn hát, ít có ai dạy dỗ ngu khờ, để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Nó là những cái câu của thầy, đức thầy đó, ngài siêu phàm dữ lắm bà con, những cái câu đó ý nghĩa lắm bà con, những cái câu mà thầy đón trước luôn đó. Thầy nói đố ai biết đặng ngày nay, mà ngày mai yên tĩnh, ngày mai hãm sầu. Thầy đố luôn đó, thầy đố tín đồ luôn đó. Giống như ông Lâm Hơi Cu hồi xưa ông hỏi thầy, thầy ơi thầy, ông nói là qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu chí, qua năm dê này mà không có chuyện gì tôi nghĩ tu. Thầy nói tu là tu, thầy cuộc là thầy cuộc, chứ đâu phải mình tu vì thầy cuộc đâu. Thầy nói mình bây giờ mình cứ tu bình thường đi bà con ơi. Có người hỏi là qua cái năm mẹo này còn tu kịp không, Đại Dũng xin nói là còn tu kịp bà con. Thầy có nói, thầy chỉ nói là nếu để chờ sắp nổ gian hình, e bá tánh ăn năn đã muộn, là khóa sổ hết trơn rồi, là ăn năn muộn rồi bà con. Thì bây giờ là mình ngán tu để mai mốt là gặp Phật, gặp hội long qua. Thầy nói lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Còn hoặc là thầy có kiên tri làm đó, xác hơn là cái gông cùm, nếu chẳng làm chọn hú hùm sẽ ăn. Còn thì trong cái giảng xưa có nói là năm Dậu bình địa khởi công, phân ngôi bá cánh hết lo giàu nghèo, còn qua tháng sáu hiểm nghèo, bùng bùng ba tiếng lỡ mà hành xong, xà tốn là ở Chi Tôn hay gì đó, ra tới Vinh Ông, đưa ra tới láng bảy hư ông tà, hay hôi ngốc mặt hay là hay sọ người chết khác nào mù u. Thì bây giờ là hay phơi ha, thầy nói là cha nọ bồng con vợ khóc à, tan nát sớm giềng khổ dữ a, tan nát sớm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Mà thầy có nói lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp gồng may, hãy gán nghe lời ta mách trước. Thầy nói luôn đó, hãy gán nghe lời ta mách trước, không nhìn đạo đức phải phơi hay. Con thấy bà con nè, đâu có sợ gì đâu, đời tới rồi mà còn lo danh lo lợi, lo ruộng đất, rồi lo đi làm, sáng mở mắt ra lo đi làm, lo ca hát, lo đi nhậu, đâu có sợ gì đâu, đâu có sợ gì đâu, lo danh lo lợi, lo tiền bạc không à, sáng mở mắt ra đó, sáng mở mắt ra là đi làm không.
Bởi vì hỏi sao mà bây giờ đó ai mà nói ăn chay đó là tu đó là cái đó là lầm rồi. Là hãy nói ăn là cái đó đó ăn chay thì không phải là tu, là ăn chay là chánh nghiệp sát sanh của mình. Chứ ăn chay không phải là tu. Là tu là sửa. Tại sao thầy nói là tu không cần lại cần quỳ ngồi đâu cũng sửa gì thì mới mau? Mà sao có nhiều người nói là thầy kêu là ngày hai thời mà là phải đi cúng lại chứ, mà sao thầy nói tu không cần lại cầu quỳ ngồi đâu cũng sửa gì thì mới mau? Là mình ngồi, là mình ngồi chỗ nào mình cũng sửa, là cái pháp đó là pháp cao đó bà con, là ngồi đâu cũng sửa gì thì mới mau. Bây giống như nè, có mấy ông giờ nè, giống như thầy chùa nè, ăn thịt chó nè bà con, tu hành giả dối đó, ăn thịt chó ha, ăn thịt chó mà còn quay lên mạng nói trời ơi bà con ơi thịt chó ngon quá bà con ơi, nhai gột 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 vậy đó. Rồi mấy ông sư mà đi khất thực cái giả dối mà hay nói chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hột lè ngừ, làm cho dân khinh dễ ngạo cừ, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Rồi thầy còn nói là thầy chùa như hễ cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn, buồn hay cho lũ ác tăng, làm điều giới hế cho hư đạo màu. Nó là nó vô đây là quỷ dương, nó xuống đây nó phá Phật, nó vô đây nó giả đệ tử của thầy, rồi nó làm gì tùm lum hết trơn, nó vô nó phá, để nó vô nó phá. Nó quỷ dương đó, hồi đó đó Phật Thích Ca đó, nó nguyền với Phật Thích Ca là suốt đời đó, là nó nói là tôi không phá được ông, tôi nguyền nguyền thời suốt kiếp tôi xuống đây tôi làm đệ tử của ông, tôi phá cho ông bằng được. Nó chơi vậy không đó quỷ dương đó, thì cái đời mặt kiếp này rồi đó, thì đợi thầy về đi sáng tỏ. Thầy nói tại vắng mặt, thầy vắng mặt đó, thầy rất biết là tín đồ rất là buồn, rất là tủi thân, thầy biết chứ, thầy biết, thầy biết chứ. Mà thầy nói chỉ qua là một cơn thử thách của thầy thôi, chỉ qua một cơn thử thách của thầy thôi, thầy về là thầy sẽ cái cuốn sách đó, cuốn sổ đó chư thần ghi lại những cái việc làm không sai một mảy, thầy về thầy kiểm tra sổ đó, ai là thật tu ai giả tu, ai giữ giới hay không giữ giới, ăn chay hay không có ăn chay. Thầy về thầy là lúc đó là thầy nói hết ăn năn kịp rồi, hết ăn năn kịp rồi thì thôi bây giờ đó thì con cũng xin kết đời, thì con cũng xin chúc bà con đó là gắng tu hành tinh tấn, như là thầy có nói là tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu hảo vị thì cho xong, tu cầu cứu vớt tổ tông với cho bá tánh nó hồng bớt ghê, tu đền nợ hế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi cò sen. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật.